xin chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự và chứng kiến trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhiều dự án tại khu công nghiệp Việt Nam Singapore V-Ship 3. Các doanh nghiệp nỗ lực đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm để thu hút được dòng vốn mồi từ gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng. Du khách, các hộ kinh doanh vui mừng khi Hà Nội mở cửa trở lại phố đi bộ sau gần một năm vì dịch bệnh. Thưa quý vị, sáng nay 19 tháng 3 tại tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dự lễ động thổ dự án khu công nghiệp Việt Nam Singapore V-Ship 3 và chứng kiến trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhiều dự án với tổng số vốn lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Khu công nghiệp V-Ship 3 Bình Dương có diện tích 1.000 ha với tổng vốn đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng. Đây là khu công nghiệp V-Ship thứ 11 trên cả nước và thứ 3 tại Bình Dương. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam hướng tới phát triển nhanh, bền vững, chủ yếu dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thủ tướng đề nghị tỉnh Bình Dương phối hợp với các bộ ngành xây dựng hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới gắn với sự phát triển của công nghiệp 4.0, phát triển xanh, thông minh, bền vững, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị tỉnh rút kinh nghiệm từ việc triển khai các dự án V-Ship trước đây, xây dựng V-Ship 3 thành biểu tượng quan hệ hai nước về mặt kinh tế, nhưng mang đậm dấu ấn Singapore, ngày càng xanh, sạch, bền vững, thông minh hơn, hiệu quả, thực chất hơn, mang lại lợi ích cho địa phương, nhà đầu tư và người dân. Đặc biệt, phải coi trọng việc bảo đảm đời sống người dân đã nhường mặt bằng cho dự án, theo hướng nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ. Năm sau cao hơn năm trước. Nhân dịp này, Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao giấy chứng nhận đăng ký, biên bản ghi nhớ cho các nhà đầu tư tại Bình Dương, trong đó có chứng nhận đầu tư cho tập đoàn Lego của Đan Mạch với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, tại hội nghị COP26 ở Anh, Thủ tướng đã có cuộc gặp riêng với giám đốc điều hành Lego để thúc đẩy dự án này. Tại buổi lễ hôm nay, Thủ tướng khẳng định chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể, giữ vững ổn định chính trị và môi trường pháp lý, luôn đồng hành với các nhà đầu tư trên cơ sở luật pháp Việt Nam, thông lệ quốc tế và các cam kết quốc tế của Việt Nam theo tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Nhằm vinh danh và tri ân những cá nhân, tập thể đã không chỉ có nhiều nỗ lực vượt qua hàng loạt thách thức khó khăn từ đại dịch mà còn sẵn sàng dấn thân bất chấp rủi ro nguy hiểm và hoàn thành xuất sắc công tác phòng chống đại dịch, cũng như là vận hành thành công chuỗi siêu thị mini không đồng. Chiều ngày 18 tháng 3, chương trình vinh danh đặc biệt những chiến binh không chọn việc nhẹ nhàng đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Tính từ tháng 6 năm 2021 đến ngày 26 tháng 1 năm 2022, hàng ngàn chiến binh không chọn việc nhẹ nhàng đã dựng nên gần 100 siêu thị, hơn 50 đợt trao quà lưu động trên khắp thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và 15 tỉnh thành khác trên cả nước. Cùng với sự chung tay gần 500 tổ chức, doanh nghiệp đồng hành, hỗ trợ tiền, hàng hóa cho 200.000 hộ gia đình lao động khó khăn, lực lượng y tế tuyến đầu vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch. Ngoài ra, BNG còn hưởng ứng nhiều hoạt động nhằm góp phần cùng thành phố như đóng góp vào quỹ vaccine, hỗ trợ 10.000 bộ kit test COVID, hỗ trợ thiết bị y tế cho các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19, tổ chức tiếp sức cho hơn 7.000 y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, cùng chương trình đồng hành vượt cạn để hỗ trợ cho hơn 2.000 thai phụ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 79,6 tỷ đồng. Chúng ta rất là ấn tượng với những chương trình siêu thị không đồng mà gắn với là mặt trận của các quận huyện cũng như là đối với lại các cái đơn vị y tế để hỗ trợ, đồng thời là chia sẻ với lại cán bộ ngành y tế trong lúc khó khăn cũng như tập trung lo chữa bệnh thì lại không có thời gian chăm sóc gia đình. Một năm Covid-2021 vừa qua thì phải nói rằng là có những việc mà những con người PNG đã làm cho tập thể và cho xã hội thì phải không thể kể hết bằng lời những hành động đã làm, đã hướng đến cộng đồng, hướng đến xã hội. Thì bản thân tôi cảm thấy rằng là những cái sự đóng góp hy sinh đó của bạn nó quá lớn lao. Với bộ chiến binh trên mặt trận siêu thị BD không đồng ngày ấy, gian nan, vất vả, khó khăn trăm bề, nhưng họ đã vượt qua áp lực về tinh thần, đối mặt với sự lây lan dịch bệnh,
con người chưa tiêm mũi vaccine nào nhưng vẫn hăng hái tham gia cùng tuyến đầu, chăm lo cho người dân trong vùng tâm dịch. Thông tin về kinh tế. Trước diễn biến phức tạp của thị trường xăng dầu thế giới và diễn biến cung cầu xăng dầu trong nước, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu triển khai nhiều giải pháp bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Ngân hàng Nhà nước cũng đã yêu cầu tăng hạn mức tín dụng cho các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối. Và cụ thể là các ngân hàng thương mại đã chỉ đạo toàn hệ thống tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu có đủ điều kiện theo quy định. Ngân hàng Nhà nước sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Việc xem xét, thẩm định và quyết định cấp tín dụng, tăng thêm hạn mức tín dụng đối với các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu nêu trên phải thực hiện theo cơ chế tín dụng hiện hành. Trong trường hợp phát sinh vướng mắc, các ngân hàng phải báo cáo ngay với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để xem xét. $114.000 tỷ trong gói phục hồi kinh tế $350.000 tỷ. Có thể nói chưa bao giờ chính phủ lại dành nhiều nguồn lực cho phát triển hạ tầng trọng điểm như thời gian vừa qua. Ngoài nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, thì mới đây Quốc hội cũng đã đồng ý chủ trương dành khoảng $114.000 tỷ trong gói phục hồi kinh tế $350.000 tỷ cho phát triển hạ tầng, tức là đã chiếm đến hơn 1/3 tổng gói hỗ trợ. Hàng loạt các chính sách đã thông thoáng hơn. Vậy từ phía các doanh nghiệp, họ đang làm gì để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng quan trọng? Cao điểm mùa khô, tất cả các gói thầu thi công thuộc dự án cao tốc đường bộ Bắc Nam giai đoạn 1 đều tăng tốc. Cho đến thời điểm này, trong 10 dự án thành phần đang thi công thì có 8 dự án cơ bản đáp ứng tiến độ. Doanh nghiệp đã tập trung thiết bị máy móc rồi chia làm 3 đoạn, mỗi đoạn là một chỉ huy và trong các đoạn ấy thì là có chia làm các mũi thi công. Công ty là tập trung tổng lực làm chia ca, làm 3 ca 4 kíp, nghĩa là trên công trường lúc nào cũng có tiếng máy nổ 24/24. Hiện nhiều ban quản lý dự án thuộc dự án cao tốc đường bộ Bắc Nam giai đoạn 1 đã đặt ra mục tiêu cơ bản hoàn thành trước 3 tháng. Tức là trong tháng 9 năm nay sẽ có nhiều đoạn được vào khai thác. Không phải chúng ta vì cái tiến độ mà bỏ qua chất lượng. Thế thì khi mà nhà thầu tăng ca tăng kíp ấy, thì các cái bộ phận liên quan, giả sử như là tư vấn giám sát, ban quản lý dự án thì cũng phải tăng người, tăng cán bộ, rồi tăng cái thời gian bám công trường. Ngay trong năm nay, sẽ có 4 dự án thành phần thuộc dự án cao tốc đường bộ Bắc Nam giai đoạn 1, gồm đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45, Cam lộ La Sơn, Vĩnh Hảo Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây được hoàn thành và đưa vào khai thác. Những dự án lớn có tính kết nối liên vùng đi vào hoạt động thì không chỉ hình thành nên một hệ thống giao thông hiện đại mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế cho nhiều địa phương nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng. Năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho chủ đầu tư Bộ Giao thông Vận tải với tổng ngân sách là $50.000 tỷ. Đây là kế hoạch giao lớn nhất từ trước tới nay, chiếm gần 10% kế hoạch vốn 2022 của cả nước. Bộ Giao thông Vận tải cũng khẳng định năm nay Bộ sẽ hoàn thành 26 dự án giao thông trọng điểm. Tuy nhiên, ngoài tiền, còn cần những giải pháp nào để tháo gỡ được những vướng mắc tại các dự án giao thông trọng điểm? Mỏ được cấp phép nhưng lại chưa được khai thác, thiếu đất đắp nền. Ngoài công trường, hàng trăm công nhân thiết bị buộc phải dừng chờ. Trong khi đó, chính phủ đã ban hành 2 nghị quyết 60 và 133 nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp mỏ đất cho dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1. Thế nhưng, ở cấp địa phương, những tồn tại vẫn chưa được giải quyết. Nguy cơ chậm tiến độ ở nhiều gói thầu thuộc dự án cao tốc đường bộ Bắc Nam giai đoạn 1 ngày càng hiện hữu. Thủ tục về khoáng sản thì là đã xong, tuy nhiên là còn một số các thủ tục liên quan hành chính về lĩnh vực đất đai. Như công ty Định An thì đã tiến hành đền bù xong và đã trình thẩm định và đã có kết quả thẩm định về cái chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Cái thủ tục giao đất và thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất là phải đợi hội đồng nhân dân tỉnh họp, mà theo như ban có làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh thì đến ngày 10 tháng 4 mới họp hội đồng nhân dân, thì cái này cũng rất là ảnh hưởng đến rất là nhiều đến tiến độ của dự án, của gói thầu nói riêng và của dự án nói chung. Không chỉ thiếu nguồn đất đắp nền đường, hiện nay nhiều đơn vị thi công cũng rơi vào tình cảnh khó khăn khi giá nguyên vật liệu tăng bất thường. Biến động hàng ngày hàng giờ thì các nhà cung cấp có những đơn hàng tháng là chúng tôi đã bị hủy bỏ sau khi thỏa thuận thương thảo. Khi mà chúng ta không có những tháo gỡ kịp thời về giá cả
mà để cho nhà thầu họ thiệt hại rồi nó ăn dần vào cái vốn cố định rồi tài sản người ta ấy, thì thứ nhất là nó ảnh hưởng đến tiến độ, thứ hai nữa là cái doanh nghiệp đấy cũng bị thiệt thòi. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải khẳng định tất cả các dự án thuộc cả hai giai đoạn của cao tốc đường bộ Bắc Nam đều phải đáp ứng tiến độ để đảm bảo hệ thống giao thông hiện đại phục vụ cho phát triển kinh tế. Việc mà chúng ta triển khai giai đoạn 2 để kết nối với giai đoạn 1 và một số đoạn chúng ta đã thực hiện xong ấy, và hình thành nên một tuyến cao tốc từ Bắc vào Nam để liên kết là toàn bộ các tỉnh ven biển và kể cả những tỉnh miền núi phía Bắc với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, hình thành nên một cái mạng lưới giao thông liên hoàn để khai thác tiềm năng thế mạnh của đất nước. Cùng với giai đoạn 1, giai đoạn 2 của dự án cao tốc đường bộ Bắc Nam còn lại 729 km với tổng mức đầu tư khoảng 147 tỷ đồng cũng đang được gấp rút triển khai. Theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào giai đoạn 2025-2026. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức tham vấn các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực giao thông để tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án cao tốc đường bộ Bắc Nam. Theo các nhà phân tích, đây là một bước đi thể hiện quyết tâm rất lớn của ngành giao thông để hiện thực hóa chỉ đạo của Chính phủ về đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông cho phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Các dự án thì đối mặt với câu chuyện của chi phí đầu vào của giải phóng mặt bằng. Còn các doanh nghiệp hoạt động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thì lại rơi vào tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng. Có nơi thì thiếu đến thậm chí là đến 50% do tình trạng là F0 gia tăng trong nhà máy, vân xưởng. Có doanh nghiệp thì thậm chí là hàng chục nghìn doanh nghiệp cũng bị thiếu luôn. Vậy thì ảnh hưởng như thế nào đến quá trình sản xuất? Và chính quyền và doanh nghiệp đang có những giải pháp nào để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp này? Một buổi tư vấn tuyên truyền về phương pháp điều trị F0 của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa. Đây là doanh nghiệp có số lượng công nhân mắc COVID-19 cao trên địa bàn, có thời điểm lên hơn 7.000 F0. Để hạn chế các cái ảnh hưởng tới sản xuất, công ty tiếp tục tuyên truyền tuyển dụng thêm công nhân lao động. Những cái chuyển sản xuất mà có công nhân lao động bị F0 nhiều thì công ty cũng sẽ tiến hành dồn các cái chuyển sản xuất để làm sao cho cái tiến độ đạt cao nhất. Trước tình trạng F0 gia tăng trong nhà máy phân xưởng, nhiều doanh nghiệp đã chủ động xây dựng phương án để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất như tăng ca, tăng cường tuyển dụng, ưu tiên tập trung sản xuất các đơn hàng xuất khẩu hoặc quan trọng. Nhiều doanh nghiệp cũng cho F1 đi làm trở lại nhưng được tách riêng và đảm bảo yêu cầu phòng dịch. Cứ 5 ngày một lần thì chúng tôi cho test sàng lọc. Những cái trường hợp F1 đi làm chúng tôi sẽ cho tách riêng và sản xuất riêng ở trong nhà máy. So với thời điểm khủng hoảng lao động từ sau Tết thì đến nay, tỷ lệ công nhân mắc COVID-19 đã giảm, số lượng công nhân quay trở lại làm việc các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tăng trở lại. Hiện nay thì các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đang rất là tích cực trong cái việc là hỗ trợ, tư vấn để công nhân lao động yên tâm là khi điều trị rồi thì có thể là quay trở lại với doanh nghiệp để làm việc, đóng góp chung vào cái mục tiêu tăng trưởng của các doanh nghiệp cũng như là của tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay, hơn 99,8% người lao động tại các khu công nghiệp toàn tỉnh Thanh Hóa đã được tiêm vaccine mũi tăng cường. Ngoài việc đẩy mạnh công tác tiêm chủng, các doanh nghiệp tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Một số thông tin sẽ tiếp tục có trong bản tin. Hải quan Việt Nam phát hiện bắt giữ hàng trăm vụ buôn bán các loại động vật thực vật hoang dã nguy cấp. Du khách, các hộ kinh doanh vui mừng khi Hà Nội mở cửa trở lại phố đi bộ sau gần một năm vì dịch bệnh. Thưa quý vị, vùng 4 Hải quân vừa huy động 2 tàu để hỗ trợ một tàu biển bị hỏng máy trên vùng biển quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa. Tàu bị hỏng máy là tàu Pacific 07 mang quốc tịch Panama, đang từ Hồng Kông, Trung Quốc về Indonesia, đến khu vực gần đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, thì bị hỏng toàn bộ 3 máy phát, máy chính không khởi động được. Tàu có nguy cơ bị trôi giạt và va chạm vào đá ngầm. Trên tàu có 19 thuyền viên là người Việt Nam. Sau khoảng 12 tiếng, thì tàu Pacific 07 được lực lượng chức năng kéo ra khỏi vị trí có nguy cơ bị va vào đá ngầm và đưa về gần đảo Song Tử Tây để sửa chữa. Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng chiều qua đã đến kiểm tra công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 Cảnh sát Biển.
và từ đầu năm đến nay, tình hình buôn lậu đầu dầu trên biển đang có dấu hiệu phức tạp. Đoàn công tác Bộ Quốc phòng biểu dương những kết quả mà vùng Cảnh sát biển 4 đã đạt được. Năm ngoái, đơn vị đã tịch thu gần 1,8 triệu lít dầu DO, nộp ngân sách nhà nước 17,4 tỷ đồng. Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã yêu cầu các bộ, ngành địa phương phải có các biện pháp điều hành giá khả thi, hiệu quả, tinh thần là phải kiểm soát chặt chẽ giá các mặt hàng thiết yếu, không để xăng dầu thẩm lậu qua biên giới. Cũng là phòng chống buôn lậu nhưng ở trên cạn, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đồng phối hợp với đội 3 Cục Cảnh sát điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan vừa bắt giữ vụ buôn lậu bong bóng Totoba móc Donani có giá trị là trên 100 tỷ đồng. Các loại cá thuộc danh mục động vật hoang dã nguy cấp. Thời gian qua thì Hải quan Việt Nam đã chủ trì phối hợp phát hiện bắt giữ hàng trăm vụ vi phạm pháp luật và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật thực vật hoang dã nguy cấp có tên gọi là CETES. Lô hàng cá đông lạnh này được công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thủy sản Thịnh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam theo loại hình kinh doanh thuộc luồng xanh, tức được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Thế nhưng giữa các con cá bơn đông lạnh lại được cất giấu bong bóng cá Totoaba, là loài cá sống ở thượng nguồn vịnh California đang có nguy cơ tuyệt chủng và được CITES đưa vào danh sách cần bảo vệ. Đây là một trong rất ít vụ buôn lậu động vật hoang dã xác định được chủ lô hàng. Nguồn gốc bong bóng cá từ Mexico, nhưng đối tượng không mang từ Mexico về Việt Nam mà lại chuyển sang Mỹ, đưa sang Mỹ, sau đó từ Mỹ đưa về Việt Nam, núp dưới danh là buôn bán nhập khẩu hải sản. Lô hàng này ngoài cái mục đích y học còn cái mục đích khác, đó là làm thực phẩm thế giới siêu giàu. Nó là cái sản phẩm từ động vật hoang dã nguy cấp nhưng có thể nói là siêu quý hiếm nữa, và cả trên thế giới bây giờ cũng rất là hiếm cái mặt hàng này. Ngoài những vụ việc này ra, chúng tôi cũng phát hiện và bắt giữ rất nhiều vụ vận chuyển trái phép các chất ma túy, các chất cấm và các hàng hóa gọi là buôn lậu qua địa bàn. Hầu hết các vụ buôn lậu động vật thực vật quý hiếm đều được thực hiện tại cửa khẩu, đường biển và đường hàng không với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện hơn. Đối với tuyến hàng không, đa số vụ việc đã phát hiện có tính chất nghiêm trọng, có sự tham gia của các mạng lưới tội phạm quốc tế, nhiều nhất là các vụ vận chuyển trái phép ngà voi và sừng tê giác. Chúng tôi đã phối hợp tốt với các lực lượng hải quan nước ngoài và với các cái tổ chức chiến dịch khu vực cũng như là quốc tế và cảnh sát Interpol. Ở trong nước, hải quan đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường bộ, hàng không, cảng biển. Qua đó đã phối hợp phát hiện, xử lý, triệt phá nhiều những cái đường dây ổ nhóm có quy mô lớn. Với những sáng kiến chủ động trong các hoạt động phối hợp kiểm soát quốc tế nhằm ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép các loài động thực vật hoang dã nguy cấp, Hải quan Việt Nam đã được các tổ chức quốc tế trao giải thưởng kiểm soát môi trường châu Á năm 2021 với hạng mục hợp tác. Cuối tuần rồi, quý vị đã chọn đi đến đâu để tập thể dục hay chưa? Với những người dân ở Hà Nội hoặc khu vực lân cận thì đôi khi đi bộ cũng là thể dục rồi. Tại Hà Nội, từ 19 giờ tối 18 tháng 3, quận Hoàn Kiếm đã chính thức mở cửa phố đi bộ sau gần một năm dừng hoạt động. Theo ghi nhận thì người dân và du khách cũng như các chủ nhà hàng đã rất vui mừng, phấn khởi trước quyết định này của Ủy ban Nhân dân thành phố. Bên cạnh đó thì công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi đến vui chơi tại khu phố đi bộ cũng được đặt lên hàng đầu. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Việt Nam. Gần một năm, hôm nay ông Trung mới có dịp nhảy cùng người bạn của mình tại trung tâm Hồ Gươm. Sự hồ hởi trẻ trung của ông và người bạn nhảy của mình cũng là tâm trạng chung của hầu hết người dân khi đến phố đi bộ tối qua. Quận Hoàn Kiếm đã bố trí 16 điểm biểu diễn nghệ thuật tại các tuyến phố đi bộ để phục vụ người dân. Chúng tôi được trở lại vui vẻ như thế này, chúng tôi rất là sung sướng và hạnh phúc. Với công tác phòng chống dịch của thành phố Hà Nội nói chung và quận Hoàn Kiếm nói riêng là cực kỳ tốt, và chúng tôi luôn tuân thủ theo điều kiện để chống dịch tốt nhất. Tại 35 chốt kiểm soát dịch của quận Hoàn Kiếm, người dân bắt buộc phải thực hiện quét mã QR code, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay. Vốn yêu các phố đi bộ của Hà Nội nên chị Dương vui vẻ tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Sau gần một năm được trở lại đây thì cảm giác của em rất là vui, và em mong rằng là mọi người sẽ có ý thức giữ gìn
sức khỏe và đeo khẩu trang thường xuyên. Đây cũng là một cái không gian văn hóa để người dân cũng như du khách đến với quận Hoàn Kiếm, để qua đó cũng là giúp cho cái việc phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn quận, và cũng là cái không gian văn hóa hấp dẫn để thu hút các du khách khi Việt Nam chúng ta mở lại, đón lại khách du lịch quốc tế. Các chủ nhà hàng trên các phố Đinh Lễ, Tạ Hiện, Mã Mây đều có ý thức phòng chống dịch. Tuy nhiên, lượng du khách đổ về đây rất đông. Việc thực hiện tiêu chí 5K về giữ khoảng cách trong phòng chống dịch cũng cần xem xét lại cho phù hợp. Nhưng với người dân, tối qua vẫn là tối đặc biệt sau gần một năm Hà Nội đóng cửa phố đi bộ. Hà Nội đi bộ thì ở Thành phố Hồ Chí Minh mọi người lại chọn đạp xe. Mô hình xe đạp công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh đến nay sau hơn 3 tháng thí điểm đã ghi nhận hơn 100.000 người đăng ký mới. Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là hiện nay mỗi ngày có gần 1.500 tài khoản đăng ký mới sử dụng dịch vụ này. Qua đây cũng thấy dịch vụ giao thông công cộng này đang được người dân vô cùng đón nhận. 43 trạm đậu xe trên vỉa hè đặt tại các khu vực trung tâm thành phố, tiết kiệm chi phí, dễ dàng tiếp cận và sử dụng là lý do khiến nhiều người lựa chọn xe đạp công cộng bên cạnh các phương tiện giao thông công cộng khác. Giờ xăng nó cũng lên, thì mình sử dụng xe buýt để đi làm, với lại khi nào mình muốn mua đồ thì mình sử dụng xe đạp công cộng, xe chạy êm, phần mềm thì dễ sử dụng. Với mình trả xe này nọ, nó sẽ thông báo cho mình biết địa điểm tới, địa điểm dừng lại. Bên cạnh mục đích di chuyển, cũng có nhiều bạn trẻ sử dụng xe đạp công cộng như một cách để giải trí và rèn luyện sức khỏe. Đi chỗ nào cũng thấy có cái này, kiểu người ta muốn đi vòng vòng thành phố, người ta lấy được chiếc xe này đi nó tiện cho đó, với lại vui, bạn bè nữa, chơi vui. Nó nhẹ hơn xe bình thường, với lại thấy bền hơn. Em thấy cũng thích, tại vì chạy vòng vòng với bạn để tập thể dục. Sau khi đi vào hoạt động, do nhu cầu tăng cao nên chủ đầu tư, công ty vận tải số Chí Nam đã đưa vào sử dụng toàn bộ 500 xe đạp công cộng. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, công ty cũng đang lên kế hoạch để mở rộng mô hình. Trong năm nay là bọn mình có kế hoạch nếu mà mở được khoảng độ 1.000 đến 1.500 xe ở trong Thành phố Hồ Chí Minh. Nó cũng tương đương với khoảng 100 đến 150 điểm trạm. Bình quân mỗi trạm nó tương đương với khoảng 10 xe. Đấy là trong cái kế hoạch bọn mình rất là muốn trong cái năm nay. Cùng các loại hình giao thông khác như xe buýt truyền thống hay xe buýt điện, việc nhân rộng mô hình xe đạp công cộng sẽ giúp kết nối và đồng bộ hạ tầng giao thông công cộng của thành phố, góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường. Vâng, đạp xe thì cũng vừa là thể dục thể thao, đồng thời cũng tiết kiệm nữa, nhất là trong bối cảnh giá xăng dầu đang tăng cao thời gian vừa qua. Vâng, phần tiếp theo của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết. Và thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị có thể xem lại kênh VTV4 tại các địa chỉ đang hiển thị trên màn hình. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.